Hai, chào mừng các bạn đam mê bóng đá. Hôm nay đội Cường Năng Kính Tô Đoàn đến xã Gò Công. Giới thiệu ở đây nhưng mà ít cái dịp sân đá. Số rồi hôm nay đội mới tới gì đây? Cứ để yên đi, không có mình dẫn. Lấy dọc sân. Nhà sân này thì mới được chơi sửa lại, đang giờ mới được làm mới. Cái đội tuyển nó nằm ở đối diện trường Kiên Định. Bây giờ qua bên đây đường đường mới. Như bên xe. Giờ đó lên. Nhìn lại xem. Này là nếu mà ngồi bên xe đò sẽ bút để lên hướng lên thành phố á. Nói chung là ngay thì ngay tới nhà thờ, ngay tới là chạy cho tài thẳng vô cái đường mới thì vô cái sân Đồng Bằng. Đây là toàn cảnh cái sân Đồng Bằng sở Gò Công. Sân viên cũng khá là rộng. Hôm nay thì cỏ chưa được cắt, tương đối thì cũng đẹp. Cỏ hôm nay hơi cao. Đây là giờ mở cửa sân này. Sáng 5 giờ đến 7 giờ, chiều 14 giờ đến 8 giờ. Giờ mở cửa để cho mọi người vô cắt vô tập thể dục buổi sáng rồi chiều. Còn mình đá bóng thì đăng ký thì được vào sân thôi. Thế mình nghĩ như vậy. Cảm ơn tất cả các bạn. Video tại đây chuẩn bị thay đồng phục và xoay 9 giờ thì đội cũng thay đồng cho đá với các anh ở thị xã Gò Công, xin thị xã này. Cảm ơn tất cả các bạn.